Sáng ngày 11 tháng 4, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới, ổ dịch phức tạp tại Hạ Lôi. Đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 4, số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 257, Hà Nội xuất thêm hiện ổ dịch phức tạp tại thôn Hạ Lôi với 5 ca bệnh. Bộ Y tế thông báo đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nào, số mắc hiện vẫn là 257 trường hợp, trong đó 159 người từ nước ngoài chiếm 61,9%, 98 người lây nhiễm thứ phát, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức là 75.337, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.290, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.005, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 54.042. Về điều trị, đã có 144 trường hợp đã khỏi bệnh, hiện còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở y tế. Trong đó, 70 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 39 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, và 4 trường hợp điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 20, số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8. Về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, chúng ta đã chiến thắng từng trận đánh, nhưng cả cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Do đó, chúng ta cần đồng lòng, có niềm tin, ủng hộ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, những ngày qua tình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, nhưng người dân không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị về cách ly xã hội. Chiến lược của Việt Nam là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Các chuyên gia khuyến cáo, giống như nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ diễn tiến nặng ở bệnh nhân lớn tuổi, trên 60 tương đối cao. Việt Nam có 20 bệnh nhân trên 60 tuổi, thì có 4 trường hợp suy hô hấp nặng, phải thở máy, ở độ tuổi 40 đến 60, nước ta có 69 bệnh nhân, có 2 người phải thở máy. Dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện bước sang giai đoạn 3 lây lan trong cộng đồng, có thể lúc này chưa thấy nhiều ca lây trong cộng đồng, nhưng có thể có ca mắc mà không biết. Đến sáng ngày 11 tháng 4, số ca mắc COVID-19 trên cả nước là 257 trường hợp, trong đó riêng ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19. Hà Nội đánh giá đây hiện là ổ dịch phức tạp của thành phố, trong đó ca bệnh 243 được phát hiện đầu tiên, bệnh nhân này có tiền sử từng đến bệnh viện Bạch Mai, đi lại nhiều giữa Hà Nội, Mê Linh và đưa người nhà đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám. Liên quan đến bệnh nhân này, đã có 4 ca lây nhiễm là bệnh nhân 250, 253, 254, 257 là hàng xóm, chị dâu và con của hàng xóm của bệnh nhân. Trong đó, bệnh nhân 254 có đến Bệnh viện Thận Hà Nội chạy thận. Ngày 10 tháng 4, Bộ Y tế quyết định cử tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dẫn đầu hỗ trợ Hà Nội dập dịch. Đây tổ công tác đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và ổ dịch tại Bình Thuận trước đó. Hà Nội đã tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình, 11.077 người, lấy 270 mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc gần. Nam Phương, tử vong, Mỹ, số người chết vì COVID-19 vượt 18.000, chuyên gia dự báo đỉnh dịch. Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tuần được dự báo là đỉnh dịch. Mỹ sắp vượt Italia trở thành quốc gia có nhiều người chết vì đại dịch này nhất. Theo số liệu trên trang web Ometer, tính đến chiều 10 tháng 4 theo giờ địa phương, số người tử vong vì COVID-19 là 18.664 người, tăng 1.973 ca so với một ngày trước đó. Như vậy, Mỹ hiện là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Italia, với 18.849 ca. Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 32.700 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 507 xảy ra, nhiều nhất thế giới. Số người mắc và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ tăng kỷ lục trong tuần qua, tuần được dự đoán là thời gian lập đỉnh dịch tại Mỹ, một mô hình phân tích của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe. IHME tại Seattle, Mỹ, cho thấy đỉnh dịch tại nước này có thể xảy ra trong ngày 12 tháng 4 khi số người chết trong ngày được dự báo ở mức 1.983 ca, giảm so với dự báo 2.200 ca đưa ra trước đó. Cũng theo mô hình này, số người chết vì COVID-19 tại Mỹ sẽ lên khoảng 61.500 ca vào tháng 8 tới, cao hơn so với dự báo 60.000 ca trước đó. IHME liên tục cập nhật mô hình theo dữ liệu thời gian thực,
Mô hình phân tích của IHME dựa trên giả thuyết các biện pháp cách ly xã hội được duy trì đến cuối tháng 5. Tuy nhiên, chính phủ liên bang cũng như chính quyền một số bang dường như đang cân nhắc kế hoạch mở cửa lại trường học, doanh nghiệp và một số lĩnh vực xã hội khác. Theo mô hình phân tích của IHME, trong khi dịch đã lập đỉnh tại một số bang thì có thể sẽ mất thêm vài tuần nữa để lập đỉnh ở các bang còn lại của Mỹ. Cụ thể, mô hình này cho thấy New York đã lập đỉnh dịch vào hôm 9 tháng 4 và New Jersey hôm 8 tháng 4. California được dự báo sẽ đạt đỉnh dịch vào ngày 15 tháng 4 với 66 ca tử vong trong ngày đó. Đỉnh dịch ở Pennsylvania có thể rơi vào ngày 17 tháng 4 với 63 người tử vong trong ngày. Với các bang như Florida, Texas, đỉnh dịch sẽ đến muộn hơn, vào khoảng cuối tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dự đoán rằng tuần này sẽ là tuần đau thương nhất của nước Mỹ trong đại dịch COVID-19. Giới chuyên gia của Mỹ dự báo số người chết vì COVID-19 tại nước này có thể lên 100.000 đến 240.000 người vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo hôm qua, ông Trump cho rằng số người chết có thể thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 60.000 người. Dường như chúng ta đang dịch chuyển đến một con số thấp hơn nhiều so với dự báo 100.000 người tử vong, ông Trump nói. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng, người dân Mỹ đã cho thấy quyết tâm cực lớn để đưa con số thực tế thấp hơn dự báo. Ông Trump cũng ngỏ ý muốn mở cửa lại nền kinh tế sớm nhất có thể, vào khoảng tháng 5, song ông cũng nhấn mạnh bất cứ bước đi tiếp theo nào cũng sẽ dựa trên việc tham vấn chuyên gia, Minh Phương theo Reuters. Nghĩa trang thị trưởng New York lên tiếng về đảo chôn tập thể giữa dịch COVID-19. Thị trưởng New York Bill de Blasio đã lên tiếng về thông tin đảo H trở thành nghĩa trang tập thể trong bối cảnh số người chết vì COVID-19 ở đây tăng mạnh. Hãng tin New York Post dẫn lời thị trưởng Bill de Blasio ngày 10 tháng 4 cho biết, một số bệnh nhân COVID-19 tử vong đã được chôn cất ở đảo H và trong thời gian tới có thể có thêm các bệnh nhân nữa khi trung tâm kiểm dịch y tế địa phương quá tải với số thi thể. Tuy nhiên, ông Blasio cũng khẳng định, các thi thể được chôn cất ở H là những bệnh nhân tử vong vì nhiều lý do khác nhau và người không có người thân đến nhận, chứ không phải chỉ dành riêng cho bệnh nhân COVID-19. Đây là những người không có người thân đến nhận, không phải chỉ các nạn nhân COVID-19, vì nhiều loại bệnh khác nhau và nhiều lý do khác nhau đều được chôn ở đây, ông Blasio nói. Ông cũng nhấn mạnh thêm, kể cả khi thi thể đã được chôn ở đảo H, nếu người thân đến nhận, thi thể của người chết sẽ được bàn giao lại cho gia đình. Xác nhận trên được đưa ra sau khi truyền thông đăng tải thông tin nói rằng, chính quyền New York đã thuê lao động hợp đồng để chôn cất bệnh nhân COVID-19 tử vong trên đảo H ở ngoài khơi bờ biển phía đông khu vực Bozeman của New York. Hòn đảo này vốn được dùng để chôn người dân New York qua đời không có người thân hoặc gia đình không thể sắp xếp lễ tang kể từ thế kỷ 19. Điều này được cho là do số người chết ở New York tăng mạnh do dịch COVID-19, đặc biệt trong tuần qua. Tính đến ngày 10 tháng 4, riêng thành phố New York ghi nhận gần 5.500 ca tử vong vì COVID-19 và hơn 94.000 người nhiễm bệnh. Số người chết tăng nhanh, khiến các nhà tang lễ, nhà xác ở thành phố gần như quá tải. Hôm 9 tháng 4, Trung tâm Kiểm dịch Y tế New York thông báo trên trang chủ rằng họ sẽ rút ngắn thời gian bảo quản thi thể xuống 14 đến 15 ngày trong bối cảnh số người chết tại địa phương tăng nhanh. Trước đó, thời gian bảo quản thi thể tại trung tâm này là tối đa 30 ngày. Thông tin này cùng với thông tin về các hố chôn tập thể trên đảo H đã khiến không ít người dân địa phương lo lắng. Một viên quản lý nhà tang lễ tại Bozeman cho biết với New York Post, tối qua tôi vừa nhận được cuộc điện thoại từ một gia đình nói rằng nếu không đến nhận thi thể, trung tâm kiểm dịch sẽ chuyển thi thể đến đảo H. Nhưng may mắn là chúng tôi vẫn nhận được thi thể trước khi điều đó xảy ra. Mặc dù vậy, các gia đình nạn nhân rất bức xúc bởi họ không muốn người thân của mình an nghỉ ở đó. Quản lý một nhà tang lễ khác ở Queens cũng cho biết, họ gặp tình huống tương tự khi các gia đình nói rằng họ không muốn người thân bị chôn cất ở đảo H nếu như không thể đến nhận thi thể trước thời hạn vì lý do nhất định. John Calia, quản lý một nhà tang lễ trên đảo Taten, trong khi đó cũng phản đối ý tưởng chôn người chết ở đảo H và sau đó lại đào lên để bàn giao lại một thi thể đã phân hủy khi có thân nhân đến nhận. Ông cho rằng, việc bảo quản thi thể tại một kho lạnh sẽ tốt hơn. Bang New York là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, trong đó thành phố New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại bang New York, tính đến ngày 10 tháng 4, bang này có tổng cộng hơn 174.000 người mắc COVID-19, trong đó hơn 7.800 người đã tử vong. Như vậy, bang New York hiện có số người mắc bệnh nhiều hơn bất cứ quốc gia nào, kể cả Tây Ban Nha hay Italia, những điểm nóng bùng phát dịch. Minh Phương theo New York Post, phát hiện đột phá của Hàn Quốc về bản đồ gen virus corona mới. Các nhà khoa học Hàn Quốc đã có một phát hiện được mô tả là đột phá về virus SARS-CoV-2
2. Có thể giúp hiểu sâu về cách virus sinh sôi và trốn thoát hệ miễn dịch của con người. Đội ngũ nghiên cứu dẫn đầu bởi bà Nam, Nazi Kim và ông Chang Hee-hee tại Trung tâm Nghiên cứu RNA thuộc Viện Khoa học Cơ bản Seoul, Hàn Quốc cho biết họ đã tìm ra được bản đồ độ phân giải cao về của virus SARS-CoV-2. Bản đồ này mô tả RNA của virus corona mới, nơi chứa các thông tin về gen của mầm bệnh. Nghiên cứu này được xem là đặt nền móng cho việc hiểu rõ hơn về đặc tính, vòng đời của virus để hỗ trợ việc phát triển vaccine và các xét nghiệm có độ chính xác cao hơn. Đội ngũ của bà Kim và ông Chang đã hợp tác với một nhánh của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC, đơn vị phụ trách hoạt động xét nghiệm quy mô lớn tại quốc gia Đông Á. Bản đồ mà chúng tôi đưa ra có thể giúp hiểu được cách mà virus sinh sôi và cách mà nó đã thoát khỏi hệ miễn dịch của con người, bà Kim nhấn mạnh. Bà Kim là một trong những nhà nghiên cứu nổi bật nhất Hàn Quốc. Bà từng là người trẻ tuổi nhất thắng giải thưởng y học danh giá Ho-Am khi mới 39 tuổi. Giải thưởng này được xem là Nobel Y học của Hàn Quốc. Giáo sư Lee Hwan-jong tại Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Seoul cho biết kết quả xét nghiệm cho phép giới khoa học có thể phỏng đoán được virus đã tạo ra protein nào, và điều này rất quan trọng trong việc phát triển vaccine. Giáo sư Lee Sa-người, điều tra viên cao cấp của mạng lưới miễn dịch học Singapore, nhận định rằng nghiên cứu của đội ngũ Hàn Quốc cung cấp cái nhìn đầu tiên về đặc điểm sinh bệnh học của SARS-CoV-2 cho phép các nghiên cứu sau này tìm hiểu thêm cơ chế lây nhiễm và phản ứng của cơ thể. Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Cell hôm 9 tháng 4, virus corona mới không tự sinh sản mà có chứa các công thức để tiến hành sao chép khi chúng tìm được tế bào sống thích hợp. Mã di truyền của virus SARS-CoV-2 có chứa công thức dưới dạng các phân tử RNA rất dài, bao gồm 30.000 mắt xích. Khi virus xâm nhập vào tế bào vật chủ, nó sẽ sinh sản hàng loạt chuỗi RNA nói trên, và tạo ra nhiều RNA nhỏ hơn. Một số RNA nhỏ được dùng để tạo ra các protein có nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có nhiệm vụ vô hiệu hệ thống miễn dịch của cơ thể. Đội ngũ Hàn Quốc dùng hai kỹ thuật để tìm RNA kích thước nhỏ tạo nên các protein gây hại. Họ cũng tìm ra hàng loạt loại RNA trước đó chưa từng được biết tới. Họ phỏng đoán những RNA có thể đã gây nên sự đột biến thường xuyên của virus corona. Việc nắm được toàn bộ các protein của SARS-CoV-2 là điều rất quan trọng. Theo The Economist, các nhà nghiên cứu thuốc sẽ coi các protein là mục tiêu tiềm năng để điều chế phương pháp tấn công. Các nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng SARS-CoV-2 có khả năng bám vào tế bào người mạnh gấp nhiều lần so với chủng corona khác như SARS, Đức Hoàng, theo SCMP.